Một sự lựa chọn cũng thường hay thấy đến từ D-Line. Thì thoảng anh ta cũng vác con Poppy này ra, một pocket pick dành cho D-Line ở vai trò hỗ trợ và bắt cặp chung với lại Jerry của Viper. Để xem là với một cái Poppy khu vực đường dưới thì cái sức ép đi đường đến từ bộ đôi Jerry và Poppy nó sẽ như thế nào so với Kai'Sa cùng với Alistar phía bên kia. Cả Kai'Sa và cả Jerry đều là những chất tướng cần thời gian, có khả năng farm an toàn ở giai đoạn đầu trận, và những hỗ trợ như là Poppy cùng với Alistar đều là những hỗ trợ có khả năng ram lên cánh trên. Và cánh trên của cả hai bên đều đang là những vị tướng có khả năng gánh đội rất mạnh, với Kennen đường trên đánh cùng với Na, hay là kẻ đầu giữa Ahri cùng với Corki. Mà nếu như Ahri nhận được thêm sự hỗ trợ đến từ Vi và Poppy thì Corki đường giữa cũng có thể là một vị tướng dễ bị khai thác. Ván thi đấu đầu tiên trong trận đấu BO3 của đối đầu giữa Dongsil Rockford và Hakone Sports trong khuôn khổ lượt về của LCK mùa hè năm 2024. Và các bạn đang theo dõi trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport. Và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác cho chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và cả YouTube nữa. Một pha di chuyển lộ hình đến từ Selvi và tạo tiền đề dành cho Peter kiểm soát cua trên, nhưng ngược hướng trở lại với pha tấn công tốt, Dongsil cũng sẽ có được cua dưới dành cho Selvi. Một vòng rừng mà cả hai người chơi đi rừng đều không thành công trong việc tấn công ra các khu vực đường. Còn khu vực đường trên thì sao? Peanut đang muốn ganh một con Na Tí Nị à? Liệu rằng sát thương có đủ hay không? Đòn đánh tại nội tại sẵn sàng đến từ Doran. Và đây sẽ là một pha tốc biến nối choáng vào đến từ Doran là rất tốt. Sát thương đến từ Vi của Peanut là đủ trong pha này. Chiến công đầu dành cho vòng rừng đầu của Peanut. Rất chắc chắn luôn, đó là một pha đánh tay nội tại có dấu ấn, tốc biến, tốc độ sấm sét và giật sét để có một pha làm choáng. Và khi dính choáng rồi thì con Na Tí Nị chắc chắn là sẽ ăn một cú đấm bùng nổ. Một pha ganh, đúng là xua ganh đến từ bộ đôi của Hakone Sports. Chúng ta cùng nhìn lại pha tấn công này, rất là chuẩn chỉ luôn. Cầm một đòn đánh ganh nội tại, kích một dấu ấn sấm sét đến từ Doran, sau đó là tốc độ sấm sét, tốc biến và giật sét làm choáng. Không thể tránh được cái combo này đến từ bộ đôi của Hakone. Một tình huống tấn công ở vòng rừng đầu hiệu quả đến từ Vi của Phoenix, và quan trọng là anh ta vẫn chưa mất phép bổ trợ tốc biến để có được cái chiến công đầu vừa rồi. Tức là vòng rừng thứ hai anh ta vẫn sẽ còn đó những áp lực đến từ một Vi có tốc biến của mình. Khu vực này thì Siêu Vi đang cướp rừng và anh ta gặp gỡ cùng với Peanut. Bộ đôi đứng dưới của Hakone Sports đang bắt đầu di chuyển vào. Và Siêu Vi liệu rằng sẽ về như thế nào? Anh ta mất tốc biến rồi, anh ta đang bị đu bám bởi D-Line. Và sau đó thì D-Line đang là người mục tiêu bị tấn công với tình huống kiệt sức đến từ vị trí của Google. Và khi đứng giữa của Hakone Sports là người di chuyển ra sau, thì Corki trong tay của Fisher đã là người tham chiến trước. Đó là mạng hạ gục gỡ gạc dành cho Dongsil. Fisher luôn có được một thế lính có lợi hơn và đẩy tốt hơn so với lại con Ahri của ZK. Tình huống đó thì chắc chắn là khi mà con Poppy của D-Line có một pha ủi vai, tiếp tục là không có làm choáng, và anh ta đứng ở một cái cự ly xa đến như vậy, không có tốc biến nữa, thì là người nằm xuống thôi. Và điểm hạ gục rất là tuyệt vời nha. Một điểm hạ gục rất tuyệt vời dành cho Dongsil Rockford, khi đó là mạng hạ gục được nhường dành cho con Kai'Sa của Jiwoo. Đây sẽ là một đợt về nhà để bổ sung thêm lượng trang bị đến từ Corki của Fisher, và anh ta quyết định lên sớm một cái dây thủy ngân cho an toàn. Anh ta bắt đầu cảm nhận được thêm những áp lực di chuyển ra ganh đến từ các thành viên khác của Hakone Sports, bên cạnh khả năng mở đến từ Ahri của ZK. Mà có vẻ là D-Line ván này test tướng cũng hơi sâu, họ đang có những màn test tướng liên tục trong những vòng đấu vừa qua. Ngày hôm nay thì đang là một con Poppy hỗ trợ khu vực cánh trên bản đồ chưa cuối được tận dụng đến từ Mihil. Nhưng sát thương của anh ta có vẻ sẽ không đủ để làm khó Peanut, đặc biệt là Peanut vẫn còn đó cú tốc biến. Đi rồi đấy. Thậm chí là con Na Tí Nị này có thể sẽ bị băng trụ vì còn tả xương ngũ đột. Peanut tiếp cận với tả xương ngũ đột và Mihil sẽ phải nằm xuống lần thứ hai trong ván đấu này. Mạng được nhường lại dành cho Doran. Nhìn cái thế là thấy đi rồi. Tại vì là bạn Na Tí Nị không có tốc biến đứng trêu đối phương, tình huống mà trạng sát thương chắc chắn là không đủ đến từ Mihil rồi. Nhưng mà cánh dưới thì được cái là Dongsil đang thi đấu khá là ổn. Họ đang nuôi một con Kai'Sa, mặc dù thua pha một chút nhưng có một điểm hạ gục và tiền chơi cũng sẽ không là quá nhiều đến từ hai xạ thủ. Và cái điều kiện thắng của Dongsil vẫn này vẫn sẽ nhắm tới nhiều hơn Fisher và Jiwoo, những người cũng đang tạm ổn ở các khu vực đường của họ. Fisher thì đang thậm chí là còn đang farm hơn so với lại con Ahri chưa thi đấu hiệu quả đến từ ZK nữa cơ. Nhưng nếu như nói về kiểm soát mục tiêu, đây, cái thông số ở trong giai đoạn đầu game chúng ta nói với nhau rằng là Peanut, cái KP của anh ta nó không thực sự là ấn tượng bằng Selfie, nhưng nếu như nói về khả năng kiểm soát mục tiêu, anh ta là người đi rừng kiểm soát mục tiêu hàng đầu tại LCK ở thời điểm hiện tại. Tiếp tục là 3 sâu 1 rông với hai mục tiêu lớn, và tiếp tục sẽ là cái lượt sâu không thứ hai đang được Peanut chuẩn bị hướng tới. Mihil sắp hồi dịch chuyển, trong khi đó thì Hakone Sports đang bị thiếu những cái dịch chuyển lúc này, và chiêu cuối được đầu tư có choáng trồng choáng đến từ Kennen của Doran, sau đó là Poppy của D-Line có mặt hất tung liên tục, và đó sẽ là một tình huống sát thương đủ mã thôi. Mạng thuộc về cho D-Line, up cấp độ và có bước chân thần tốc, lách trái lách phải nhưng ăn một búa và lên bảng điểm số.
Chắc rồi, pha đấy thì không thể chạy được. Cái cả hồi lại cái ủi vai thì vẫn sẽ là điểm hạ gục dành cho người chơi hỗ trợ bên phía Hoàng Quang Sport mà thôi. Durant hiểu được rằng là cái pha đấy thì cũng không cần phải truy đuổi nữa, anh ta đẩy thêm một thân lính nữa để áp lực vào cái trụ một. Sau đó là anh ta di chuyển ra hội ngộ với những người đồng đội của mình với một tình huống triển khai giống rất nhanh từ hàng của Lightspot. Pha combo nhanh đến từ Google có bản năng sát thủ. Họ muốn tấn công vào Viper nhưng sát thương chắc chắn là không đủ. Viper đang dính kiệt sức. Góc này thì Delay cũng như là Peanut đang cover để giúp cho Viper tỉnh kiệt sức. Sau đó là gây sát thương ngược trở lại. Cố gắng gây sát thương đến từ Viper nhưng anh ta còn đó cho mình nhanh như điện. Dẫn công công nghệ rút lui với pha tốc biến qua tường. Doran đổi ca tấn công vào ba thành viên bên phía của No Sirap Fox. Nhưng một đánh ba hơi khó dành cho đứng trên bên phía của hàng của Lightspot. Và như vậy là hai bên rút lui không mất ai cả. Nhưng rồng vẫn thuộc về hàng Lightspot. Và linh hồn rồng trong ván đấu này và là một linh hồn rồng rất mạnh khi đó là hồn công nghệ. Và tôi nghĩ rằng nếu như Mihu mà dịch chuyển được vào khu bùa xanh trong pha vừa rồi, đó có thể là một góc dịch chuyển khiến cho Viper bị chặn luôn cả đường về bởi cổng công nghệ. Nhưng pha xử lý tốt đến từ JK khi anh ta biết rằng mình không có dịch chuyển, nhiệm vụ của anh ta sẽ là cản cú dịch chuyển của đối phương. Anh ta đã cản thành công cú dịch chuyển của Mihu và giúp Viper rút được thành công. Còn khu đứng dưới băng trụ Kennen còn bão sấm sét nhưng có Alistar bất khuất để có thể thanh trụ. Và Peanut đã đến với lượng sát thương lớn, còn luôn cả tà súng vũ đột. Họ quyết định tung luôn chiêu cuối thẳng vào tường đối phương. Peanut đang đấm liên tục, có sát thương từ trụ hỗ trợ thêm. Fisher vẫn còn sống với một chấm máu, họ trả sát thương trở lại với thiêu đốt. Kai'Sa bản năng sát thủ lao vào nhưng sát thương là có đủ hay không đây? Tốc biến lên và mạng dành cho Fisher. Sau đó tấn công sang Doran, người cũng không còn phép bổ trợ tốc biến. Bonfort trượt và quyết định đến từ bên phía của đồng Seraphon là rút lui. Nhưng liệu rằng họ có rút được hay không đây? Viper cũng như là Delay đang di chuyển xuống, một tình huống di chuyển hơi trễ. Nhưng Doran vẫn có được điểm solo kill khi đó là một tình huống phi tiêu sấm sét thành công của anh ta. Mất trụ đến từ Hard Wild Sport nhưng Viper đã tới rồi và máu quá thấp đến từ hai xạ thủ nông xin. Một người bị giật sét đổ chết, đó là con Kai'Sa trong tay của Ziu và Fisher đi theo luôn với cú double kill dành cho thầy toán của Hard Wild Sport. 6-2 dành cho Hàn Quang Lai, nhưng Delay không tìm được con Ivan, đối phương không sao cả. Vẫn là ưu thế về điểm hạ gục dành cho Hàn Quang Lai, mặc dù là họ mất một người và mất thêm cái trụ một đó nữa ở khu vực đứng dưới. Thì khi mà hai đường cánh đang xanh như vậy, chỉ cần JK làm chuẩn chỉ với những cú hôn gió thì lượng sát thương phía sau của Hàn Quang Lai vẫn còn rất nhiều để có thể triển khai. Nhưng pha vừa rồi thì Kennen của Doran vừa đầu tư một cú chiêu cuối, nó chưa thực sự lấy được nhiều tài nguyên của đối phương cho lắm. Lấy được một cái dây chuyền trục tội mà thôi. Và việc thiếu đi chiêu cuối của Doran có thể sẽ khiến cho bên phía của Hang Lai Sport khó giao tranh hơn một chút ở tại thời điểm này. Nhưng họ vẫn đang có một Viper khỏe, Delay vừa bị cấu rỉa máu hơi nhiều. Hang Lai Sport đã để mất con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu. Sứ giả phán quyết đẩy lui đối phương để lấy lợi thế về người nhưng không thể giao tranh được. Khi đó chỉ là một pha đẩy một con Na về mà thôi. Vẫn còn đó những dàn chống chịu tuyến đầu đến từ bên phía của Nông Chim. Mục tiêu đẩy về với sứ giả phán quyết vừa rồi của Delay là một con tướng dính hỗn gió. Và cái pha tấn công đó đến từ bên phía Hoàng Quang Sport thì chắc chắn là nó sẽ không thành công rồi. Rồi, vô cực một cái là ăn Baron luôn đến từ bên phía của Hoàng Quang Sport. Họ biết rằng lúc này đối phương đang thiếu kiệt sức. Và Kennen của Doran đang có mặt sẵn ở khu vực cánh trên. Họ sẽ muốn ép một cú dịch chuyển của Mihu trước đã. Dây chuyền trục tội để lấy tầm nhìn tới từ Sylvie. Họ phát hiện ra đối phương đang ăn Baron. Sứ giả phán quyết đẩy thành công người chơi đi rừng đối phương về đến từ Poppy của Delay. Và đây là Baron miễn phí cho Hoàng Quang Sport. Thậm chí họ đang muốn khai thác thêm hạ gục nhưng mà JK hôn gió trượt mất rồi. Tỷ lệ hôn gió của JK ván này hơi tệ, nhưng mà những cái pha mở của anh ta với áp lực phi hồ hôn gió nó không thực sự là hiệu quả. Nhưng Hang Wild Sport vẫn có thứ mình muốn, vẫn là khả năng kiểm soát tốt đến từ Hang Wild. Vừa nói xong để áp lực công trình tốt hơn dành cho bên phía của Nông Sirap Fox, với hai đường đơn được đánh giá là có chất tướng đầy lẻ tốt nhưng họ lại không có được sâu hư không. Cú dịch chuyển tới từ JK, họ muốn tấn công để lấy được lý siêu cấp khu đường dưới. Nhanh quá, tốc độ bảo trụ này không thở nổi. Nông Sim họ chưa kịp búa gì cả thì đã bay nhà rồi. Một đường lính đứng dưới dành cho bên phía của Hawkeye Sport. Tiêu chung kích vừa rồi chỉ trúng những con lính được nâng cấp bởi bộ lại Baron mà thôi. Cánh trên thì Mihu hóa na khổng lồ, nhiều khi là dùng chiêu cuối luôn. Mihu ơi, dọn lính nhanh, ăn cái trụ với tiền thưởng mục tiêu. Bên này thì JK bị hất văng về với một tình huống hứng đến từ vị trí của Fisher. Sát thương là đủ luôn, tiêu chung kích không thành công, vẫn là mạng dành cho Ziu. JK nằm xuống lần đầu tiên, 0-1-0 đến từ cái này của đứng giữa Hawkeye Sport ở ván thi đấu này. Tôi nghĩ là anh ta cũng đang rất là nỗ lực trong việc mở rộng bể tướng và đặc biệt là những tướng pháp sư ạ. Đúng. Anh ta được biết đến với một người chơi đấu sĩ nhiều hơn. Điểm yếu của JK luôn là như vậy, mà là bể tướng thì đúng là ở ván đấu này khi gặp một đối mềm thì JK đang muốn mở rộng bể tướng của mình, nhưng đó là một tình huống tấn công 4-5 luôn là bão sấm sét. Doran đến từ Doran. Không có cái kiệt sức nữa đến từ Google và tàn vỡ hoàn toàn trong pha này. 4-5 vẫn có pha giao tranh thành công. Viper sẽ có được cho mình nhanh như điện thoát qua tường. Cú đấm tốt đến từ Peanut. Và tình huống quét 4 người dành cho hàng của Lightspot sẽ mở ra pha kết liễu ván đấu này. Không cần đến JK, không cần tới Ari Hone of Legend. Hàng của Lightspot nói rằng là chúng tôi không cần đứng giữa, vẫn giao tranh thắng. Như vậy là nhiệm vụ của JK ván này là lao vào lấy kiệt sức của Google. Phần còn lại thì Doran lo hết. 100% KP dành cho Kennen của Doran trong ván đấu này. Đi đường xuất sắc, hỗ trợ rừng lên ganh một cách hiệu quả.
có những tình huống chiều cuối xuất sắc để mở giao tranh và sau đó thì khép lại ván đấu đến từ bên phía của Hawk Sport. Họ đang tận dụng 6 sâu để có thể phá nhà. Sự bất lực đến từ Alistar của Google, người cũng không có bao nhiêu sức chống chịu khi anh ta đang không có bất khuất cả. Và anh ta sẽ nằm xuống trong pha này với mạng dành cho Viper. Sau đó thì một con Ivern cho tay Sylvie cũng chẳng thể làm được gì hơn cả. Với tình huống kết thúc ván đấu đến từ 3 thành viên của Hawk Sport. Câu chiêu yêu câu một kiệt sức này, hai cái chiêu cuối. Sau đó là đồng đội làm hết. Đó là những gì mà dễ cả có được ở pha thi đấu này. Một chiến thắng dành cho Hawk Sport một cách tương đối là chill và nhẹ nhàng để chúng ta chuẩn bị hướng tới ván đấu thứ hai. Chúng tôi xin phép được nghỉ ngơi trong một chốc lát để chuẩn bị hướng tới ván đấu thứ hai khi nó sẵn sàng bắt đầu.